Thưa quý vị, ngày mai, ngày 7 tháng 7, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ chính thức diễn ra. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị tại các điểm thi của thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Kỳ thi năm nay, Đà Nẵng có 28 điểm thi chính thức với 532 phòng thi, 41 phòng chờ, 56 phòng dự phòng. Ngoài các điểm thi chính thức, thành phố còn bố trí 2 điểm thi dự phòng. Hiện mỗi điểm thi đều bố trí 2 phòng thi dự phòng dành cho thí sinh F0 và thí sinh có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19. Theo quy định, thí sinh F0 được đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông, tuy nhiên, nếu có nguyện vọng tham gia kỳ thi vẫn được dự thi tại phòng thi riêng. Công tác chuẩn bị tại các điểm thi đến nay đã hoàn tất ở tất cả các khâu. Điểm thi đã là chuẩn bị đầy đủ tất cả các phòng thi, gồm có 13 phòng thi chính, 2 phòng dự phòng và có 104 em là phải ở phòng chờ. Như vậy là điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ 3 phòng chờ cho thí sinh. Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, các dụng cụ y tế theo yêu cầu, đặc biệt là test nhanh khi mà cán bộ bắt coi thi hay là học sinh có biểu hiện thì điểm thi sẽ là tổ chức nhanh. Ở kỳ thi năm nay, Đà Nẵng có 12.716 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó 112 thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp, 546 thí sinh dự thi để xét tuyển cao đẳng đại học và hơn 12.000 thí sinh vừa thi để xét công nhận tốt nghiệp, vừa xét tuyển cao đẳng đại học. Công tác bảo mật được đặc biệt chú trọng, nhất là bảo đảm nghiêm ngặt quy định về phòng, nơi để vật dụng không được mang vào phòng thi của thí sinh, cách phòng thi tối thiểu 25m. Thì qua khảo sát rất nhiều trường thì chúng tôi mới lựa chọn được 28 trường có đủ cái tiêu chuẩn về đáp ứng cái phòng chứa vật dụng của thí sinh. Tuy nhiên cũng có cái điểm thi trường trung học phổ thông Trần Phú. Thì để đảm bảo tốt nhất cho cái điều kiện này thì chúng tôi phải mượn cơ sở một trường mầm non ở đối diện với trường này để làm điểm chứa vật dụng của thí sinh. Thì có thể gây khó khăn cho thí sinh một chút trong cái đầu giờ và cuối giờ, cũng như việc bố trí cán bộ coi thi, giám sát ở cái phòng chứa vật dụng, nhưng chúng tôi làm hết mọi việc có thể để mà đảm bảo theo quy chế của kỳ thi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, dự kiến lực lượng huy động để tham gia kỳ thi năm nay khoảng 2.750 lượt người. Trước đó, Sở đã tiến hành lắp đặt, kiểm tra chạy thử tất cả các hệ thống camera tại các địa điểm tổ chức coi thi, chấm thi trước khi kỳ thi diễn ra. Bắt đầu từ 14 giờ chiều nay, các thí sinh sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, nghe phổ biến quy chế thi.